Trước tiên thì cảm ơn tất cả các quý vị đã đến đây và hiện diện trong một cái trong một buổi chiều rất là gấp rút như thế này, không có chuẩn bị, nhưng mà rất là cảm ơn tất cả quý vị dành thời gian. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin bắt đầu phần nghi lễ với phần hiện diện của 20 thành viên của các anh chị em Zuka. Cảm ơn anh Mẫn và các anh chị em Zuka đã giờ chót, chúng tôi kêu một tiếng thôi, mời có một tiếng. Bravo. Để mà giúp cho phần nghi lễ và sau đó là hợp ca. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón Dương Ca. Sau đây là nghi thức chào quốc ca Việt Nam và quốc ca Hoa Kỳ. Xin mời chị Kiều Liên hát bài quốc ca Hoa Kỳ. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars Rồi dâng lên kia khoái ca
là một phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các đồng bào ruột thịt đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển, trốn ách cộng sản tìm tự do. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa các cấp đã bỏ mình oan uổng trong các trại tù cải tạo nơi rừng thiêng nước độc. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các nhà đấu tranh can trường dũng cảm trong suốt hàng chục năm qua vì độc lập tự do dân chủ của nước nhà đã chết uất ức và kiệt ngã trong chốn lao tù cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Chấm dứt, xin mời quý vị an toàn. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin kính đón chào quý vị tới đây ngày hôm nay để thưởng thức cái buổi chiếu phim thứ nhất, hai cuốn phim về vấn đề thủy nhân Việt Nam và cổ thành Quảng Trị. Chúng tôi cũng xin được thông báo và kính giới thiệu với quý vị thành phần của ban tổ chức và bên IRCC ngày hôm nay chúng tôi có bác Vũ Văn Lộc là founder của Truyền Nhân Dân. Còn Hội đồng Quản trị chúng tôi có ông Chủ Tổng trưởng Nguyễn Đức Cường là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Chúng tôi có ông Phó Tế Hồ Quang Lực là Tổng Thư ký của IRCC. Chúng tôi cũng có ông bà Trần Tùng là Board Member. Đồng thời còn hàng quan khách chúng tôi cũng thấy có bác Vũ Đình Đô, hai bác Vũ Đình Đô. Thái đoàn của miền Nam Cali lên đây để chiếu phim thì chúng tôi thấy có anh Alan Võ là Executive Producer, có chị Jenny Aitrin là Film Production Director, chúng tôi cũng có Dr. Emily Trần, Director of the Los Angeles Tribune. Chúng tôi xin hân hoan kính chào quý vị và mong quý vị sẽ được thưởng thức để buổi chiếu phim ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trong những bài ca chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì bản hùng ca hay nhất được nhiều người hát trong suốt hơn 46 năm qua ở hải ngoại mỗi lần sinh hoạt cộng đồng là ca khúc Cờ ta bay trên Quảng Trị thân yêu. Đồng hương hay gọi tắt là bản Cờ bay, Cờ bay. Ngoài giá trị nghệ thuật của nhạc phẩm còn có một lý do khác là lúc làm lễ thượng kỳ lá cờ vàng ba sọc đỏ sau khi hát bản quốc ca Này công dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng, nhìn thấy lá cờ vàng thân yêu tung bay phấp phới thì lòng người phấn khởi cất lên bản Cờ bay, Cờ bay. Kính thưa quý vị, lịch sử sáng tác của bài hát oai hùng này là khi quân cộng sản Bắc Việt đưa quân ào ạt đánh chiếm tỉnh Quảng Trị vào tháng 3 năm 1972 thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tái chiếm lại vào ngày 16 tháng 9 năm 1972 trong một trận đánh được mô tả là rất ác liệt, được ghi vào những chiến công oai hùng của người lính miền Nam. Lá cờ vàng ba sọc đỏ được kéo lên trên thành cổ
của tỉnh Quảng Trị trước sự vui mừng của quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin mời quý vị vỗ tay và hát theo với chúng tôi bài hát độc đáo này: Cờ bay trên thành Quảng Trị thân yêu. Là anh Huỳnh Lương Thiện, nhà báo Huỳnh Lương Thiện cũng là người chủ tịch của ban xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị ở tại Sao Dê. Chúng tôi xin cảm ơn ca sĩ Đồng Thảo cũng như là đoàn du ca của trường Xuân Mẫn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn anh Cao Hồng. Thưa quý vị, tôi xin thưa là như thế này. Cái điều này là cô Thái Hà đã nói rồi, thì thưa quý vị, cách đây có 2 ngày thôi thì Thái Hà gọi cho tôi nói anh Thiện ơi, họp khẩn, tôi họp khẩn vụ gì, cô nói anh phải chạy xuống để họp khẩn gấp, thì tôi đang ở San Francisco, thưa quý vị, lái xe xuống Việt Museum để họp với anh, thì được biết thì ra là ban tổ chức nói đúng là bắt lọc, thì giao cho tôi cái công tác là giới thiệu cái cuốn phim của thành Quảng Trị này, thì tôi nói trời ơi sao bác không nói xuống. Trời, sao không nói có được 2 ngày sau làm sao chuẩn bị được, thì bác nói trời ơi mấy ông dựng được cái cổ thành Quảng Trị, dựng được cả cái tượng đài ngay đây làm sao giới thiệu phim này không được. Dạ vâng, thì do đó thì các vị nói là chúng tôi không có thì để mà sàn bài vở mà nói ngắn thì nó có những thiếu sót thì xin quý vị thông cảm cho. Dạ vâng, xin quý vị. Tôi quý vị còn nhớ cái ngày mà ký hiệp định Paris là ngày mấy mà đấy. Dạ đúng rồi, ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Dạ vâng. Thì trước đó vài tháng, 7-8 tháng đó, Cộng sản Bắc Việt có một cái nhu cầu là phải có một mảnh đất ở miền Nam để làm thủ đô cho mặt trận giải phóng miền Nam trình lập của quốc tế. Vì thế, cái mảnh đất mà họ nhắm tới đó là Quảng Trị. Và Cộng sản Bắc Việt đã dùng tất cả mọi lực lượng của họ để chiếm thành Quảng Trị bất cứ giá nào. Và họ đã chiếm được điều kiện đặc biệt. Và sau đó thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại ra một cái lệnh khẩn tiếp theo, lại là bất cứ giá nào phải tái chiếm cho được thành Quảng Trị.
Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, cuộc hành quân để tái chiếm cổ thành Quảng Trị đã bắt đầu từ tháng 6 năm 1973 và kéo dài 85 ngày. 85 ngày đó gọi là 85 ngày, nghĩa là gọi là đầy máu lửa. Và cho tới ngày 15 tháng 9 năm 1973, đơn vị đầu tiên của Thủy quân lục chiến đã cắm được ngọn cờ vàng trên cổ thành Quảng Trị với cái giá máu hơn 4.000 nhân dân tệ, có không thể hơn 2.000 để dù đã hy sinh trước đó. Thưa quý vị, và ngày 16 tháng 9 đó là ngày thượng kỳ đầu tiên. Thưa quý vị đó, để ghi nhận lại những giây phút hào hùng đó cũng như là tình quân dân Quảng Trị đối với cái chiến cuộc chiến hào hùng này, thì nhà làm phim Phạm Phú Nam không quản ngày đêm để thực hiện cho được cuốn phim mà chúng tôi sẽ trình chiếu với quý vị sau đây. Hôm nay đây, người đứng đây để thưa trường với quý vị lý ra là anh Phạm Phú Nam, chứ không chúng tôi. Nhưng rất tiếc anh đã ra đi. Vì thế thưa quý vị, cuốn phim này không những để ghi lại cái những hình ảnh đấu tranh hào hùng của quân dân Quảng Trị trong những ngày máu lửa đó, mà còn là cuốn phim để ghi nhận cái công sức, cái tinh thần và của nhà làm phim Phạm Phú Nam đã rời bỏ chúng ta ra đi. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi là Vũ Văn Lập, nguyên là đại tá tại Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và hiện là giám đốc cơ quan IRCC, cơ quan định cư di dân tại San Jose. Hôm nay tôi được hân hạnh giới thiệu quý vị về cuốn phim Quảng Trị mùa hè 72 và chúng tôi xin trình bày với quý vị tại sao chúng tôi làm cuốn phim này. Trong thế kỷ thứ 20, nhân loại đã trải qua hai kỳ đại chiến. Lịch sử thế giới ghi lại từng trận đánh chính xác và công bình. Cuộc chiến Nam Bắc Hoa Kỳ cũng đã viết lại những trang đẫm máu tương tàn giữa anh em một nhà, và chiến sử cũng rất công bình và chính xác. Sau nội chiến, Hoa Kỳ đã trở thành một quốc gia hùng cường, bỏ lại sau lưng hận thù Nam Bắc, và người Mỹ đã lưu giữ tất cả những di sản anh hùng từ hai chiến tuyến. Tiếc thay, cuộc chiến Nam Bắc tương tàn tại Việt Nam vào thời kỳ Trịnh Nguyễn của thế kỷ thứ 18 đã chẳng còn một cái di tích lịch sử để làm bài học cho con cháu đời sau. Ôi Việt Nam cùng Việt Nam gây hấn, muôn đời sau để hận cho dòng sông. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại con sông Danh sổn thẳng tại Quảng Bình. Năm 1954, khi con sông Bến Hải chia đôi đất nước, cuộc chiến tương tàn
tiếp tục suốt 21 năm và miền Nam thua trận. Miền Bắc không có được cái phẩm cách văn minh của phe chiến thắng để bảo tồn di sản của cả hai bên. Và đã 35 năm sau cuộc chiến, chính quyền Cộng sản Hà Nội vẫn viết chiến sử hoàn toàn một chiều, hoàn toàn bất công và hoàn toàn xuyên tạc một cách không cần thiết. Năm 1968, Cộng sản tổng tấn công toàn diện vào dịp Tết Mậu Thân, hy sinh tất cả các đơn vị tại miền Nam. Cuộc đối diện dậy thất bại, nhưng họ viết sử là một chiến thắng. Năm 72, Cộng sản lại tổng tấn công lần thứ hai, hy sinh tất cả các thanh niên miền Bắc, và một lần nữa họ lại thất bại, và họ vẫn viết trang sử chiến thắng. Trận An Lộc là một điển hình chiến thắng của miền Nam trong chiến tranh phòng thủ. Trận Quảng Trị là điển hình của chiến thắng miền Nam trong cuộc chiến phản công. Và ngày nay, Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Người Cộng sản Hà Nội toàn quyền viết lịch sử của cuộc chiến Quảng Trị 72 theo ý của họ. Và chúng ta, người Việt hải ngoại, có nghĩa vụ phải viết lại trang sử Quảng Trị với các tài liệu của chúng ta một cách trung thực và công bình. Đó là lý do chúng tôi đã thực hiện bộ phim DVD Trận Quảng Trị mùa hè 1972. Năm 2005, phe chiến thắng tổ chức tưởng niệm 81 ngày chiến đấu tại Quảng Trị. Họ tảo mộ chiến binh Cộng sản tại nghĩa trang Trường Sơn và thả hoa xuống dòng sông Thạch Hãn để tưởng niệm bộ đội đã hy sinh. Trong khi đó, tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Quảng Trị vẫn nằm trong cảnh điêu tàn hoang phế tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và đã 38 năm qua kể từ khi miền Nam cắm được ngọn cờ chiến thắng trên cổ thành Quảng Trị, và đã 35 năm qua kể từ khi miền Bắc thôn tính miền Nam, người Việt bỏ nước ra đi mang theo Việt Nam Cộng Hòa tới khắp bốn phương trời và năm châu đại lục. Xin hãy lấy hình ảnh của bộ DVD này làm hương khói tưởng niệm cho các chiến sĩ quân dân chính, anh hùng đã hy sinh trong mùa hè 72 tại Quảng Trị. Và DVD Quảng Trị 72 cũng sẽ là những bông hoa thả xuống dòng sông Hiếu Giang, qua mây trời Cam Lộ, qua tiếng hát Đông Hà để trôi niềm oan khuất ra biển Đông. DVD Quảng Trị 72 cũng là những bó hoa thả xuống sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, sông Nghĩa Tránh, đem theo những linh hồn trẻ thơ và mẹ già đã chôn vùi trong những ngôi mộ tập thể trên đại lộ Kinh Hoàng. Bộ DVD này gửi đến quý vị hôm nay để lưu giữ ngàn đời sau sẽ không còn tiếng súng của oán thù, nhưng sẽ còn mãi tiếng khóc của trẻ thơ giữa chiến trường lẫn trong những tiếng kèn truy điệu và tiếng chuông gọi hồn ai. Và bộ DVD này không phải là một tác phẩm hoàn hảo, nhưng chắc chắn đã được thực hiện với tâm huyết và hoài bão của chúng tôi, gồm cả cơ quan định cư IRCC, Viện Bảo tàng Thuyền nhân và Hệ thống Truyền thông Dân sinh tại San Jose. Trong cuộc chiến quốc cộng giữa hai miền Nam Bắc, miền Nam như một chế linh của tự do đã tỏ lộ rõ sự khác biệt với miền Bắc dưới chế độ cộng sản độc tài chuyên chế. Dù chỉ là một quốc gia tân lập sau Hiệp định Geneva 1954 và đang ở trong tình trạng chiến tranh, chỉ trong vòng 10 năm sau đó, Việt Nam Cộng Hòa phát triển nhanh chóng và đã mang lại cho người dân miền Nam một đời sống thịnh vượng không thua kém gì các xứ lân bang không chiến tranh xung quanh. Các đô thị, đặc biệt là thủ đô Sài Gòn, tấp nập xe cộ ngược xuôi, buôn bán sầm uất và đi lại tự do. Hình ảnh tự do là hình ảnh tiêu biểu của miền Nam, và quan trọng nhất là sự tự do tư tưởng. Người dân muốn nói gì thì nói. Thưa chị, nhưng mà nguyên nhân nào khiến cho Võ Sông Thần có cái đường lối gọi là đối lập với chính phủ? Nói là đối lập thì không hẳn đâu. Tôi nghĩ như thế này, là cái hồi đó là mình có cái vấn đề gọi là cái nạn tham nhũng đó. Thế thì chúng tôi lo ngại cái chuyện tham nhũng nó có thể ảnh hưởng đến cái sự chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó. Tại vì cái mình chiến đấu ở ngoài kia cũng hy sinh thân xác, đời sống, và trong khi đó có những cái sự tham nhũng ở trong chính quyền mà nó có thể nó ảnh hưởng sâu xa, thì có lẽ cái chuyện chống tham nhũng thì không làm chính quyền vui lòng lắm, thì họ không đưa thế thôi. Chứ còn mà thực sự thì chúng tôi không có chống chế độ. Chúng tôi không chống chế độ, chúng tôi là người sống ở trong chế độ Cộng Hòa, sao chúng tôi chống được, chúng tôi chỉ chống những cái việc tham nhũng thôi. Thưa
Thưa chị, nhân cơ hội này xin chị cho quý thính giả biết vào cái thời điểm đó thì thực sự đó, báo chí Việt Nam có được cái sự tự do này. Có chứ, có một phần nào. Tất nhiên là mình không thể nào mà đòi hỏi một cái sự tự do hoàn toàn giống như là báo chí của một cái nước không có chiến tranh bắt buộc phải, nhưng mà chúng tôi có tự do một phần nào. Và sách báo đủ loại phát hành không bị kiềm chế và không bị đóng khuôn như ở miền Bắc. Đặc biệt nhất là môn nghệ thuật được tự do vì nhân sinh. Các loại nhạc diễn đạt đời sống con người được tự do sáng tác và trình bày. Giữa lúc cuộc chiến ở mức độ tàn khốc nhất, toàn quốc phải chung lưng chiến đấu. Nhưng nếu muốn chống chiến tranh, người nghệ sĩ vẫn được quyền chống. Chuyện đó không bao giờ có ở chế độ cộng sản. Chống chiến tranh còn không bị cấm, huống chi đến một vài lời thở than. Thi hỏng tú tài thì anh đợi nghề đi, đau lòng ta muốn khóc. Đi là đi lính, phải rời xa người yêu, phải vào khuôn khổ kỷ luật lính. Than thở một chút có sao đâu, tự do, hoàn toàn tự do. Thanh niên miền Nam cũng bị động viên vào quân đội, cũng khổ, cũng sợ, cũng chịu hy sinh. Nhưng người nào cũng hiểu đây là một nghĩa vụ của trai thời bậc. Ai ai cũng sẵn sàng. Vào thời điểm 1972, lúc đó giới thanh niên nam nữ chúng tôi không biết cuộc chiến sẽ đi về đâu. Tuy là phận nữ và chúng tôi không có những cái áp lực của vấn đề động viên, nhưng chúng tôi cũng cảm được những cái ưu tư lo lắng của bạn bè phái nam ở chung quanh. Thời gian đó tôi đang sống ở Đà Nẵng, không phải chịu những cái chiến trận trực tiếp, nhưng mà chiến tranh cũng diễn hiện qua những cái cuộc pháo kích, và nhất là cảnh đồng bào chạy nạn từ Quảng Trị và Huế vào Đà Nẵng vào mùa hè 1972. Tâm trạng của giới trẻ chúng tôi được thể hiện qua những cái dòng nhạc của thời đó, những cái loại nhạc chiến tranh, thân phận người lính, thân phận người dân. Con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thu lúa, con những dòng nhạc sinh hoạt nâng cao tinh thần tranh đấu của tuổi trẻ như nhạc yoga của Nguyễn Đức Quang cũng rất là thịnh hành và được chúng tôi yêu thích. Tâm tư của tuổi trẻ chúng tôi thời đó rất là đa dạng. Người thì sợ chiến tranh, người thì thích quân đội, người thì hoang mang dao động, người thì quyết tâm tham gia tranh đấu. Và chúng tôi được tự do diễn đạt những cái tâm tư thật sự như vậy. Chính vì vậy, sự tự do đó là mẫu số chung cho cuộc sống và suy nghĩ của tuổi trẻ của chúng tôi. Và đó là lý do mà chúng tôi chiến đấu. Chúng tôi không đánh nhau với những đồng bào ở miền Bắc. Chúng tôi không gọi họ là ngụy hay là kẻ thù. Chúng tôi chỉ chiến đấu để bảo vệ quyền tự do của con người. Tuy nhiên, có chính nghĩa, có ánh sáng tự do soi đường không có nghĩa là chắc chắn thành công và chiến thắng. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc phân tranh, đường lối chiến tranh của Cộng sản rất hữu hiệu. Cộng sản phát động cuộc nổi dậy toàn thế giới, nông dân nổi dậy, công nhân nổi dậy, nhân dân nổi dậy. Thế lực Cộng sản toàn thế giới vào thập niên 60-70 rất mạnh mẽ. Cộng sản miền Bắc Việt Nam đã phát động chiêu bài chiến tranh nhân dân dựa vào dân, nhưng thực tế họ đã buộc người dân chiến đấu và hy sinh. Sự độc tài, độc tôn và chuyên chế của Cộng sản đã đưa biết bao thanh niên nam nữ vào chỗ chết.
chắc chắn chết mà cũng không dám có một lời thở than. Để đối lại, miền Nam cũng tìm cách xây dựng cuộc chiến tự bảo vệ dựa vào dân. Từng thôn xóm được bảo vệ, lớp lớp thanh niên nông thôn được mời gọi vào đội ngũ gọi là đoàn cán bộ xây dựng nông thôn. Và nền tự do thực sự đã lôi cuốn được hàng trăm ngàn chiến binh cộng sản miền Bắc bỏ đảng, từ bỏ cộng sản để về sống với tự do qua quốc sách chiêu hồi của miền Nam. Đó là một sự kiện đáng suy nghĩ. Và chúng ta cũng nên biết, sau này, chính sách cải tạo của cộng sản hoàn toàn không lôi cuốn được một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nào bỏ được lý tưởng tự do, dù rằng nước đã mất, nhà đã tan và bản thân họ đang chịu gông cùm xiềng xích. Tuy nhiên, cuộc vận động nhân dân của Việt Nam Cộng Hòa được thực hiện quá trễ, không theo kịp những biến chuyển của tình hình quân sự, nên không đóng góp được bao nhiêu trong cuộc tranh đấu. Sự kiện đó thật sự ảnh hưởng vào cục diện chung những năm sau này. Nhưng sau này, dù miền Nam thua cuộc, tinh thần chiến đấu tự tồn của người dân Việt vẫn cứ còn mãi ngàn năm. Và những ánh đuốc cùng bộ áo đen của lực lượng xây dựng nông thôn sẽ nối tiếp với ánh sáng diên hồng, để tinh thần tranh đấu còn mãi trong lòng con dân Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đánh bại Bắc quân tại các chiến trường Công Tum, Bình Long, An Lộc, quân lực Việt Nam Cộng Hòa hướng về cuộc tái chiếm lại Quảng Trị. Bắc quân thì muốn giữ thị xã cổ thành Quảng Trị bằng mọi giá để làm thế mạnh thương lượng tại hòa đàm Ba Lệ. Chính vì vậy, mỗi ngày Bắc quân đều cho tiếp tế nhu yếu phẩm và tiếp quân cho lực lượng cố thủ bên trong thành, dù phải trả một cái giá rất đắt. Mỗi ngày cả trăm chiến binh cộng sản tan xác vì bom đạn của quân ta khi họ cố vượt sông Thạch Hãn tiến vào Quảng Trị. Tướng Ngô Quang Trực, vị tư lệnh quân đoàn 1, tư lệnh chiến trường, đã phân nhiệm cho nhảy dù đánh từ phía Tây, đánh từ trên núi đánh xuống, và phân nhiệm cho tiểu quân lục chiến đánh từ phía Đông, đánh từ dưới biển đánh lên. Cùng lúc phân nhiệm các đơn vị biệt động quân, lực lượng đặc biệt, thiết giáp, pháo binh và các đơn vị địa phương quân cùng tham chiến tiến về Quảng Trị. Tôi là Trần Quốc Lịch, kêu chuẩn tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa và kêu đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 2 nhảy dù trong mùa hè 1972. Giai đoạn 1 thì tháng 3, tháng 4 đó, chúng tôi tham dự mặt trận trên Công Tum và cho đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 thì về chỉnh bị và bổ sung. Sau đó chúng tôi ra Huế để cho cái chiến dịch tái chiến Quảng Trị. Thì tôi là lúc bây giờ tiểu đoàn tôi nhận được nhiệm vụ đi hiệp trợ cho ba tiểu đoàn, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 1. Giai đoạn 1 của Quảng Trị đó thì lữ đoàn 2 nhảy dù của tôi gồm có 5 tiểu đoàn nhảy dù, một tiểu đoàn địa phương quân, một liên đoàn biệt cách và được yểm trợ bởi 5 pháo đội 105 ly và 1 pháo đội 150 ly. Thì chúng tôi có nhiệm vụ là phải chiếm lại, thứ nhất là thành phố Quảng Trị và thứ hai là cổ thành Quảng Trị. Thì đơn vị của chúng tôi được điểm hóa cho sư đồng dù tiến lên đồi La Ba và sau đó chúng tôi lại được tăng phái lên cho mặt trận Tây Nam Huế để tái chiếm lại đèo Sơn Đa để lập hồ đài phòng thủ cho sự thành phố Huế được an toàn sau 45 ngày chiến đấu để kiểm lại đèo Sơn Na. Sau đó chúng tôi mới bàn giao lại.
trong đường bộ rồi chúng tôi là nghỉ. Tôi ở trung đoàn 20 chiến xa, chi đoàn từ 3 chi đoàn, một chi đoàn chúng tôi trung bình là phải trên 70 trực chiến xa. Và chúng tôi tăng phái từ phía Tây Cổ Thị, từ Đồng Ấn Độ chúng ta tới biên cửa Việt. Thì phía, lúc đó mặt trận là phía Tây thì địa dù đảm nhận, các sư đoàn dù đảm nhận. Và phía đông Cổ Thị thì sư đoàn sư quân lục chiến đảm nhận. Và chúng tôi cứ hết tăng phái cho địa dù lại tăng phái cho lục chiến cấp chi đoàn. Thì chi đoàn của tôi là tăng phái cho tiểu đoàn chính cho lục chiến của trung tá Nguyễn Kim Đệ, tôi nhớ như vậy. Và thật sự thì tôi chỉ dù làm lúc đó cấp bậc tôi là trung úy, làm khi được phó chi đoàn 20 tiền xa, và tôi chưa bao giờ chỉ huy được một chi đội hết, từ trực giặc chưa bao giờ bị xé nhỏ như vậy đó. Từ hai chiếc một một phân đội đi từng đại đội, những lúc diện một đại đội nhiệm vụ, mà chúng tôi là lúc đó phải nói là mùi xung kích luôn, không còn cái từ yểm trợ, hệ họ đi đến đâu chúng tôi đi đến đó. Và nhiều khi chúng tôi phải vào trước nữa để mà phá những cái mục tiêu mà khó công phá với cái đại bản chính mươi đi của M48. Sư đoàn, tức là chúng tôi có 4 thiết đoàn, thì 2 thiết đoàn đi với sư đoàn thủy quân lục chiến và 2 thiết đoàn đi với lại sư đoàn dù. Và chúng tôi thì là có nhiệm vụ đứng ra để phối hợp với lại các đại đơn vị, các sư đoàn đó và cố vấn cho các sư đoàn đó về phương diện sử dụng thiết giáp trên chiến trường. Chúng tôi cũng có những cái xe chỉ huy, những chiến xa chỉ huy, thì dùng những cái xe đó để đi tháp tùng một trong 4 cái giai đoạn đó tùy theo tình hình để có thể hiểu rõ được vấn đề ở tại mặt trận. Thưa ông, trong cái trận mùa hè đỏ lửa và trận Quảng Trị đó, thì lúc mà tái chiến của thành Quảng Trị thì lực lượng nhảy dù đã bàn giao lại cho chủ quân lục chiến, thì ông có được chứng kiến sự kiện đó không, và sau đó ông có theo cái đoàn quân của lục chiến để tái chiến của thành không ạ? Dạ vâng, cái đó thì tôi sẽ nói rất là rõ. Trận chiến tái chiến Quảng Trị có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là do chiến dịch Lôi Phong từ ngày 25 tháng 6 năm 1972, lấy quốc lộ 1 làm chủ. Bên từ quốc lộ 1 ra đến biển của sư đoàn của lục chiến, và từ quốc lộ 1 vào trong núi là của sư đoàn nhảy dù. Nhưng đến ngày 25 tháng 7 1972, thì tiểu đoàn 5 nhảy dù với đại đội 51 do đại úy Trương Đăng Sĩ có 21 đại đoàn đã vào được trong cổ thành rồi, vào được trong cổ thành, nhưng mới chạm được cái mí thì bị một trái bom đánh lầm, toàn bộ tiểu đoàn 5 nhảy dù mất đạn phải dây đôi hết. Thì từ đó trung tướng Ngô Quang Trường thấy rằng không thể nào đánh vào cổ thành Quảng Trị với lực lượng cấp tiểu đoàn được, cho nên giao toàn bộ mục tiêu cổ thành cho sư đoàn thủy quân lục chiến, và nhảy dù có nhiệm vụ giữ chắn giữ mặt Trường Sơn, vì nếu anh lấy được cổ thành, lấy được Quảng Trị mà không giữ mặt Trường Sơn thì là tiếp tục quân ở phía ngoài bắc là tiếp tục đi từ ngã đồng Ôn Đô, đi từ làng Tích Tường, từ Như Lệ dọc theo sông Trạch Hạn là tiếp tục tăng viện của mặt trận Quảng Trị. Như vậy quá là vô ích. Cho nên kể từ ngày 25 tháng 7 1972 là giai đoạn 2, thì lúc ấy toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến lần đầu tiên được sử dụng toàn cả ở trong một cái cấp sư đoàn dưới quyền điều khiển của trung tướng Bùi Thế Lân, với một mục tiêu duy nhất của thành Quảng Trị. Và lúc ấy sư đoàn nhảy dù chỉ lo về mặt Tây để giữ vững Trường Sơn thôi. Rồi sau khi tiểu long chúng tay chiếm An Lộc và đồng thời về hậu cứ nghỉ 48 tiếng, đồng thời bổ sung chung quân số và đưa tiểu năm chúng tôi ra khu bài, và đoàn xe đưa chúng tôi về Văn Xá. Tại đây
chúng tôi tự huấn luyện cho nhau một tuần và đồng thời sau một tuần tiểu đội năm chúng tôi di chuyển đến trường sông Bình Chánh và phía bắc của Bình Chánh là đạt thị cầu nó đạt chín và dân ở ngay Bình Chánh đã chi tản hết. Chúng tôi và hàng ngang và đồng thời chiếm Bình Chánh, băng qua dòng sông Bình Chánh và đồng thời chúng tôi chiếm quấn và mở đường ra tới Hải Lăng. Từ Hải Lăng chúng tôi mở đường lên tới gần ngã ba Long Hưng thì được lành. Đối với cái hướng của tiểu đồng năm là đi ra về phía đông, rồi từ đó phía đông quấn ngược cho Kỳ Bông và để quấn vô cổ thành. Việc thứ nhất đó là cái việc tái chiếm lại cái hoàn toàn cái thành phố Quảng Trị cũng như là những cái vùng về phía tây và tây nam như là La Vang, rồi phía đông và đông bắc như là Chi Biu thì chúng tôi đã chiếm được hoàn toàn. Nhưng mà còn riêng Đức Cổ Thành đó thì ngày 25 tháng 7 đó chúng tôi có tổ chức một cái cuộc tấn công vào Cổ Thành và không may là có sự tổn thất về cho phi cơ thả bom lạc, cho nên đó sau đó cái cuộc tấn công đó không hoàn tất nhiệm vụ. Thì hai ngày sau tức là ngày 27 thì bàn giao lại cho sư đoàn quân lục chiến. Thì cái vấn đề mà anh biết là bàn giao EO cho nhau đó, cái vùng trách nhiệm cho nhau thì cũng là cái chuyện bình thường. Vì lúc này đó là cộng quân cũng đang là dòm ngó ở cái vùng Cần Sơn, tức là phía tây quốc lộ 1 đó, mới đó, quốc lộ mới đó. Thì do đó mà Nhảy Dù sẽ trách nhiệm cái vùng Cần Sơn, tức là vùng phía tây của thành phố Quảng Trị chạy dọc theo quốc lộ 1 mới đó, trở về Bình Chánh. Còn từ Cổ Thành và ngay là phía đông, nói chung là phía đông quốc lộ 1 mới thì sẽ giao lại cho thủy quân lục chiến đảm nhận. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng mùa hè đổ lửa năm 72 là tôi phải đánh, tôi tăng phải cho trung đoàn 57 và 56 để đánh tái chiếm Quế Sơn và tái chiếm Thiên Phước. Hầu như là cả suốt một năm đó tôi phải ở bên trên Quế Sơn và Thiên Phước. Trận đánh, những cái trận đánh ở Quế Sơn Thiên Phước cũng có thể nói là những trận đánh lịch sử ở trong quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng, tướng Ngô Quang Trường đã giao trách nhiệm cho thủy quân lục chiến là lực lượng chính tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Trận đánh này là trận đánh khốc liệt nhất trong chiến sự Việt Nam. Trong 81 ngày kỳ chiến, Bắc quân đã chịu chết gần chục ngàn chiến binh. Nhưng phía quân ta cũng có hơn 3.600 chiến binh thủy quân lục chiến hy sinh. Đại tá Ngô Văn Định, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến, đơn vị chính tái chiếm Cổ Thành, đã viết về trận đánh lịch sử này như sau. Trước khi đề cập tới ngày tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, xin đi ngược lại dòng thời gian để nói về giai đoạn mất thị xã. Tin tình báo cho biết quân Bắc Việt chuẩn bị tác xạ 10.000 quả đạn bát 130mm vào Cổ Thành ở thị xã Quảng Trị ngày 1 tháng 5 năm 72. Để tránh tổn thất nhân mạng từ cuộc pháo kích dữ dội xảy ra, chuẩn tướng Vũ Văn Dài, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh cho lệnh các đơn vị trong nội thành di tản. Cuộc di tản này bỗng nhiên trở thành một cuộc lui binh hỗn loạn về hướng Mỹ Chánh. Dọc đường, các đơn vị của ta vẫn tiếp tục bị các đơn vị Bắc Việt pháo và trận đánh trên đường quân đội. Hậu quả là thành phố và Cổ Thành Quảng Trị bỏ mò và đã bị quân đội Bắc Việt chiếm kể từ ngày 1 tháng 5 1972. Lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến lúc đó do đại tá Phạm Văn Trung chỉ huy đang án ngữ tuyến Mỹ Chánh đã điều động các tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngăn chặn được lực lượng địch tại sông Mỹ Chánh. Phía nam Hải Lăng 15 cây số, thủy quân lục chiến đánh tan các đơn vị Việt Cộng có ý định di chuyển về hướng nam theo quốc lộ 1. Nhờ vậy nên các đơn vị trực thuộc sư đoàn 3 bộ binh đã được an toàn khi về tới Mỹ Chánh. Trong suốt tháng 5 1972, nhiều cuộc tấn công của địch cấp trung đoàn có chiến xa Tùng Thiết nhắm vào khu vực bố trí quân của lữ đoàn 369 tại Mỹ Chánh, nhưng đều bị thủy quân lục chiến và biệt động quân đẩy lui. Cũng thời gian này,
binh đã tổ chức nhiều cuộc hành quân thăm dò vào khu vực quận Hải Lăng, có những cuộc hành quân trực thăng vận, hành quân thủy bộ vào khu vực bờ biển Mỹ Thủy, nhiều cuộc đụng độ với các trung đoàn, với quân chính quy Bắc Việt ở khu vực dãy phố Buồn Thiêu, tức Hương Lộ 555. Ngày 4 tháng 5 72, Trung tướng Ngô Quang Trường được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 1 thay thế Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Thời gian này cũng là khúc quanh quan trọng trong binh chủng thủy quân lục chiến. Đại tá Bùi Thế Lân, Tư lệnh Phó Sư đoàn được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh binh chủng thủy quân lục chiến thay thế Trung tướng Lê Nguyên Kha. Lúc này quân lực Mỹ đã chấm dứt tất cả các cuộc hành quân trên bộ, chỉ còn lại một số sĩ quan cố vấn để liên lạc yểm trợ phi pháo xuất phát từ các hạm đội ở ngoài khơi Thái Bình Dương cùng các phi vụ B-52 từ Guam và Thái Lan. Tuyến sông Mỹ Chánh lúc này trở thành tuyến đầu của quân đoàn 1 do Đại tá Phạm Văn Trung, Lữ đoàn trưởng 369 trách nhiệm. Ngày 28 tháng 6, cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị bắt đầu. Các đơn vị dù thủy quân lục chiến vượt tuyến xuất phát Mỹ Chánh tiến về Quảng Trị, nhảy dù lo phía tây quốc lộ 1, thủy quân lục chiến phía đông quốc lộ 1. Trung tướng Ngô Quang Trường giao cho nhảy dù tái chiếm Cổ Thành và thị xã Quảng Trị là hai mục tiêu đang nằm trên trục tiến quân của thủy quân lục chiến Việt Nam. Có lẽ ông trưởng muốn dành vinh dự đó cho nhảy dù là binh chủng tốt của ông. Ngày 11 tháng 7, thủy đoàn 1 thủy quân lục chiến được trực thăng vận vào vùng thôn Bích, La Nam, Triệu Phong, đông bắc thị xã Quảng Trị chừng 2 km. Đây là một vị trí quan trọng, nếu chiếm được sẽ làm dễ dàng hơn cho việc tấn công Quảng Trị. Cuộc hành quân sử dụng 32 chiếc trực thăng đủ loại, 17 chiếc loại CH-53 mới nhất của quân đội Hoa Kỳ 1972, chở được 60 người, 15 chiếc Chinook CH-46 chở 20 người. Tất cả đều được dùng để di chuyển cả tiểu đoàn đến mục tiêu. Khi tới bãi đáp, một trực thăng đã bị hỏa tiễn SA-7 bắn trúng nổ tung. Đa số thủy quân lục chiến trên máy bay đều tử nạn. Trong số 32 chiếc trực thăng sử dụng thì có đã đến 29 chiếc bị trúng đạn phòng không, một nổ tung ở bãi đáp, 2 chiếc bị rớt, 1 rớt xuống biển. Tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến do thiếu tá Nguyễn Đăng Hòa chỉ huy đã bị tổn thất nặng, hơn 200 người bị tử thương và bị thương. Tiểu đoàn phải đương đầu với lực lượng hùng hậu của đối phương có nhiều chiến xa nhưng vẫn cố thủ được vị trí và chống trả được những cuộc tấn công của quân Bắc Việt. Sau gần một tháng, nhảy dù và thủy quân lục chiến đã tiến gần đến Quảng Trị. Thời gian này cũng có nhiều cuộc đụng độ mạnh hàng ngày và tổn thất nhiều. Phần tổng thống Thiệu thì muốn mau chóng chiếm lại Quảng Trị, nơi mà Cộng sản Bắc Việt có ý định dùng để làm ra mắt chính phủ mặt trận giải phóng miền Nam. Ngày 27 tháng 7, thủy quân lục chiến được lệnh thay thế nhảy dù trong nỗ lực chính để tái chiếm Quảng Trị. Khi nhận lệnh thì các cấp chỉ huy của thủy quân lục chiến đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng cũng chẳng có thì giờ để hỏi tại sao. Tướng Bùi Thế Lân nhận lãnh nhiệm vụ khó khăn và quan trọng này trên vai ông. Ông cũng vừa mới nhận chức vụ tư lệnh một thời gian ngắn. Tôi nghĩ rằng hậu quả của cuộc hành quân này sẽ có ảnh hưởng đến đời binh nghiệp của ông. Sau khi họp bàn và thiết kế, ông quyết định giao cho lữ đoàn 258 do tôi chỉ huy dưới danh hiệu Đồ Sơn vào nhận công tác. Lữ đoàn gồm có 5 tiểu đoàn tác chiến mang số 12569 và tiểu đoàn 1 pháo binh 105 ly thủy quân lục chiến. Chúng tôi vào thay thế khu vực của lữ đoàn 2 nhảy dù, hiện do đại tá Trần Quốc Lịch chỉ huy ở phía tây nam Cổ Thành. Anh Lịch với tôi cùng là sĩ quan quá cương quyết Đà Lạt 54, trong khi đó thủy quân lục chiến vẫn còn lữ đoàn 147 do đại tá Nguyễn Đăng Bảo Bắc Ninh chỉ huy cùng 3 tiểu đoàn tác chiến 378 và 1 tiểu đoàn pháo binh thủy quân lục chiến tấn công ở phía đông Cổ Thành. Lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến do đại tá Nguyễn Thế Lương, tức Lâm Thao chỉ huy làm chỉ huy cho sư đoàn. Như vậy mục tiêu Cổ Thành được chia làm hai phần. Lữ đoàn 258 của tôi đánh đến tây nam, lữ đoàn 147 của anh Bảo đánh mặt đông bắc. Chúng tôi rất hạnh diện được tham dự cuộc hành quân có tính cách vô cùng quan trọng này, nhưng chúng tôi cũng có nhiều lo âu suy nghĩ. Lo âu chắc chắn sẽ có tổn thất lớn lao về nhân mạng,
Mục tiêu vốn là một vị trí trọng yếu đã được sư đoàn 3 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức phòng thủ rất kiên cố trước khi Việt Cộng chiếm. Tôi đã có dịp vào họp tại cổ thành trước ngày 1 tháng 5 72. Xung quanh là tường thành cao và có hào trước sâu bao bọc. Lực lượng địch trong khu vực phòng thủ lại hơn 3 gấp 4 lần, có ưu thế về pháo binh tầm xa với hai trung đoàn chiến xa, nhiều đơn vị phòng không. Quân miền Bắc lại có một kho tiếp vận vũ khí và đạn dược lớn lao ở Đông Hà. Hàng ngày có nhiều tàu chở tiếp liệu vào cửa Việt để tiếp vận chiến cụ và vũ khí cho các đơn vị ở Quảng Trị. Tuy nhiên, bên ta có ưu thế về không quân chiến lược, không quân chiến thuật và hải pháo. Công tâm mà nói, thì cuộc tái chiếm Quảng Trị là một cuộc chiến kinh hoàng và tổn thất nhiều nhất cho cả hai bên trong chiến tranh Việt Nam. Địch quân chống trả phải nói là rất mãnh liệt và có nhiều lợi thế trong các công sự phòng thủ. Tại Quảng Trị hàng ngày đều có mưa bom, mưa pháo không ngừng nghỉ, địa thế lúc nào cũng rung chuyển như đang có động đất. Để đo lường mức độ kinh hoàng nhất thì phải dựa theo con số tổn thất. Sau 48 ngày kể từ ngày thay thế địa dù từ 27 tháng 7, 72 đến ngày hoàn thành nhiệm vụ, đã có trên 3.500 quân nhân chỉ quân lục chiến hy sinh và hàng ngàn người bị thương. Trong khi đó, về phía quân đội Bắc Việt thì các sư đoàn 308, 304, 325 và các trung đoàn chiến xa đã bị tổn thất nặng nề. Riêng trung đoàn 48 phòng thủ trong cổ thành coi như bị hoàn toàn xóa sổ. 5.542 quân Bắc Việt bị chết tại trận, 83 bị bắt sống làm tù binh, vũ khí tịch thu được đủ loại chết thành đống. Số địch chết và bị thương đã đem đi thì không thể kiểm chứng được. Tất cả 9 tiểu đoàn thì quân lục chiến đều trực tiếp tham chiến, luân phiên điều động lên tuyến đầu. Sau cùng, tiểu đoàn 3 bên cánh quân của đại tá Bảo và tiểu đoàn 6 bên chúng tôi đã vào được cổ thành từ hai phía và cắm cờ vàng ba sọc đỏ lên tường thành ngày 10 tháng 9 1972. Chiếm được Quảng Trị được báo cáo về Sài Gòn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệp đã triệu tập khẩn cấp nội các chính phủ để gửi điện khen ngợi đến chuẩn tướng Bùi Thế Lân và toàn thể chiến sĩ từ quân lục chiến đã lập chiến công oanh liệt nhất trong cuộc chiến. Ông cho biết sẽ gia tăng tất cả các anh em tại Quảng Trị. Ngày 20 tháng 9 1972, Tổng thống đã đến thăm từ quân lục chiến ngay tại cổ thành. Tôi được vinh dự đã lái xe đưa Tổng thống đến cổ thành, có Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 1 và chuẩn tướng Tư lệnh Thủy quân lục chiến tháp tục. Phái đoàn có cả đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên và các cấp trong chính phủ. Chư hữu các cấp, anh em đã đánh bại quân cộng sản xâm lược trên khắp các chiến trường chiến yếu và những lãnh thổ trọng yếu đã được tái chiếm. Cả dân tộc quyết tâm chiến đấu để tự tồn, thực hiện bằng xương bằng máu của hàng ngàn hình dạng thân xác anh em, bằng hy sinh vô bờ bến của hàng ngàn hình dạng đồng bào. Hôm nay, trước quốc dân, với sự có mặt của những đơn vị chiến thắng, về đây đại diện cho những đoàn quân chiến thắng, những cá nhân xuất sắc, về đây đại diện cho những quân binh chủng xuất sắc, những cấp chỉ huy, về đây đại diện cho toàn thể quân đội anh hùng, tôi long trọng tuyên dương toàn thể quân lực chiến thắng và anh hùng.
đoạn phim vừa rồi thì khán giả đã xem qua rồi, nhưng lần này xem lại thì chắc là mình lớn tuổi hơn, thành ra thấm thía và rất là xúc động, rất là tri ân các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là các nào nhất là vừa đích thân về Việt Nam quyên vào tháng 7 và trực tiếp cứu trợ gặp gỡ 82 thương phi binh và gửi đến cho tổng cộng là 307 thương phi binh, mỗi một gia đình $200 để mà tri ân cái sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thực ra ngày hôm nay nhìn lại cái phút phim này rất là xúc động. Năm 1972, lúc đó Việt Nam mới có 16 tuổi, mình không và mình sống ở Sài Gòn rất là yên lành và không có hiểu được, không có gửi được mùi thuốc súng, không có hiểu được những cái sự hy sinh, cái cuộc chiến khốc liệt như thế này. Hôm nay nhìn lại thì phải rất là mang ơn và không biết như thế nào có thể đền đáp được cái sự hy sinh của tất cả các chú, các bác, các anh trong binh chủng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra xin một tràng pháo tay để tri ân. Yes. Và bây giờ thì bước qua phần 2 thì thưa bác đã, chắc là mình mời Jenny nói về cuốn phim hay bác có nói về vâng, dạ cô vâng. Và bây giờ thì vâng, để nhường lời lại cho bác Vũ Văn Lộc và Yeah. Tôi xin thưa với quý vị, tôi nghĩ là quý vị cũng là một cái cơ hội rất là đặc biệt để xem cái phim vừa qua. Quý vị nghe có rõ không? Dạ rõ. Anh Nam mới làm cái phim này đó, cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà sự thực đó, là chúng tôi đã gửi ra miền Bắc để cho người miền Bắc đọc thấy, xem thấy cái cuốn phim Quảng Trị dưới cặp mắt của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Không hề có một chữ nào chửi Cộng sản, không hề có một cái lời nào mà có thể nói chê bai Cộng sản, chỉ nói về cuộc đời thông thường của những người lính Việt Nam Cộng Hòa và sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa, mở đầu bằng miền Nam sống chân chất như thế nào, đơn giản như thế nào, không hề có một chút nào là hận thù với miền Bắc và người chiến sĩ miền Nam chiến đấu như thế nào, khác hẳn với lại những cuốn phim của Cộng sản mà làm về trận này. Họ mặc quần áo kiểu lúc đó mới mặc quần áo lại, rồi thì hận thù, rồi thì tôi coi nhiều thứ lắm. Thành ra chúng tôi gửi được cái thông điệp đó cho cái thế hệ sau này, cả miền Bắc lẫn miền Nam. Đấy là cái điều mà chúng tôi mới làm một cái phim đó. Trong đó, trong cuốn phim của chúng tôi làm đó, cái này chỉ có một phần thôi, nó có 3 tập. Chúng tôi trích ra một tập để cho quý vị coi. Trong cuốn phim cả 3 tập đó, nó có những cái tình ca lẫn với lại những đời sống, để người ta nhìn thấy cái đời sống thanh bình của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Đấy, cái đó là một cái mục đích của cuốn phim mà chúng tôi thấy đặc biệt đó. Lời rất dài quan trọng nhất trong cuốn phim đoạn cuối cùng đó là của đại tá Ngô Văn Định. Đại tá Ngô Văn Định giờ này đang nằm ở trong lực phi hôn của ông bác sĩ Ngãi. Tôi mới vào thăm, ông ấy nói không được nữa, nhưng mà ông vẫn nghe hiểu, vẫn biết anh em là những ai. Và chúng tôi có 300 thanh niên miền Bắc đi vào trường Đà Lạt năm 1954, giờ này chỉ còn có 6-7 người ở tại đây, trong đó có anh Ngô Văn Định, anh Trung giữ sông Thạch, một con sông, anh Lịch, mấy người cùng khóa đại tá đánh trận Quảng Trị chết hết thì chỉ còn Ngô Văn Định. Đó là một cái điều ở vùng này chúng ta biết. Và ở đây hình ảnh của một số người ở đây là vẫn còn ở xe hôn dây này. Đấy, tôi xin giới thiệu với quý vị cuốn phim như vậy. Và thưa với quý vị, chúng tôi và quý vị cùng nhau trả nợ xong trong cái ngày hôm nay cái món nợ Quảng Trị. Đúng tháng này là tháng chiến thắng Quảng Trị, cho nên chúng ta phải, dù là có được bao nhiêu người có mặt ngày hôm nay, chúng ta trả cái món nợ với lại gần 6.000 quân dân chính ở Quảng Trị đã chết và 10,000+ lính ở miền Bắc chết trong cái trận năm 72. Chúng ta đã làm tròn bổn phận
trong cái vấn đề tưởng niệm những người đã chết kể cả hai miền Nam Bắc. Và cái câu chuyện cuối cùng tôi muốn nói với quý vị Quảng Trị là ông đại tá Hồ, đại tá Tiêu của chiến tranh chính trị ra gặp Quảng Trị và thủy quân lục chiến, giới thiệu với một ông đại tá chiến tranh chính trị Việt Nam, một anh tù binh, thì ông đại tá Tiêu ông hỏi là cháu quê ở đâu, thì thằng nhỏ nói là cháu quê ở Thái Bình. Cháu có 16 tuổi rưỡi, tức là chưa được 17 tuổi, mà tại sao cháu lại phải đi lính mà bị bắt ở sông đưa qua Quảng Trị? Thì ông này, thằng nhỏ nó nói là anh cháu bị cụt chân cho nên không đi được, mỗi nhà đều phải đi một người, cho nên cháu phải đi anh thay mặt ông anh. Thì ông đại tá Tiêu ông nói là con ơi, ông người Thái Bình, bao nhiêu năm nay ông không gặp người Thái Bình, hôm nay ông gặp con là một thằng chiến đấu ở người Bắc vào đây Thái Bình, thôi thì ông sẽ giúp con được cái đâu hay đến đó. Nhưng mà mày biết không, tao nhớ người Thái Bình quá mà hôm nay tao mới gặp lại. Đấy là cái trận chiến giữa người Bắc, người Nam gặp nhau là như vậy. Cái câu chuyện tao vẫn còn nghĩa là thôi thức suốt đời tôi trong cái cảnh như vậy. Bây giờ thì thưa quý vị, tôi sẽ sang một cái màn khác. Màn này quan trọng hơn. Tôi xin mời phái đoàn của Nam Cali, của Jenny và tất cả mọi người lên ngồi phía trước này. Tất cả quý vị miền Nam hôm nay đến đây, xin ngồi phía trước. Và tôi xin mời tất cả quý vị hai bên này dồn qua bên này để chúng tôi chiếu một đoạn phim. Đoạn phim này không thể bao giờ có được cả. Xin mời quý vị dồn qua bên này. Phái đoàn ở Việt Nam ngồi phía trên này. Tất cả quý vị cố gắng dồn ra đây. Sang bên này, hết. Và nếu mà trong trường hợp mà kín được cái chỗ này để chúng tôi quay được một bộ phim này để tặng cho ông Tổng thống Jimmy Carter, quý vị ngồi vào đây hết, chín cái chỗ kín chỗ này hết. Đây xin phái đoàn để ngồi vào đây hết. Tất cả cái đoạn này chính. Rồi nếu mà cần nữa thì thêm nữa. Có lẽ quay phim ở bên này hay hơn. Đây đỡ bị vướng. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị phái đoàn mà gọi là long trọng viên ở bên này, xin sự di của trưởng qua bên này. Bây giờ 2-3 cái người quay phim đến đây. Rồi quý vị làm kín cái đoạn này chúng tôi đi. Xin mời quý vị dồn lên, nếu mà tôi chết đến tôi kêu gào một tiếng đồng hồ nữa là có ai đây hết. Lấy đoạn phim ở bên này. Anh chiếu phim đi lên đây. Thế còn máy quay phim của bên dưới nào ta đi có đây không? Có để máy đây được không? Con lên đây, có để máy đây, con chiếu đây không? Anh Mạc Đình, anh đem máy lên đây đi. Trước khi chiếu đoạn phim này đó, tôi xin giới thiệu với quý vị cô Jenny. Cô này là đạo diễn, làm rất là nhiều phim và đã được giải thưởng của Cannes phải không? Trời ơi, thế thì phải vỗ tay thêm đi. Và hôm nay khán giả của cô lên đây, bác sẽ tặng cô một đoạn phim mà không ai có thể làm được nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi khi nào đó, thưa quý vị, quý vị hãy tưởng tượng rằng trước mặt quý vị là những cái gì linh thiêng, là những gì rất là hào hùng, rất là đẹp tốt, tất cả mọi thứ từ chiến tranh đến hòa bình ở trên này hết, đang hiện ở trên này hết. Quý vị nở nụ cười tươi vui rực rỡ nhất của cuộc đời quý vị. Thế khi nào chúng tôi nói là Jimmy Carter, quý vị giơ tay lên thank you, nhớ nhé, sẵn sàng sẽ bị tập tạc 1 2 3 tươi đấy.
Jane Fonda. Chị Emily lên luôn. Dạ, cảm ơn ba đã diễn một cái phim rất là, phải nói là lịch sử và ấn tượng. Và cháu sẽ cố gắng vào ngày 1 tây tháng 10 sang đến Carter Center ở Jakarta và sẽ giao cái đoạn phim để tận tay gia đình của Tổng thống Jimmy Carter. Dạ, thưa quý vị, bên cạnh Thái Hà là Jenny Ái Trinh. Cô là một film producer, một nhà hoạt động và cô cũng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy tại Hollywood. Cô cũng là người cultural
coordinator trong cuốn phim mới vừa quay xong là sympathizer thưa quý vị tại Hollywood thành ra. Và chúng tôi cũng là rất là hân hạnh được đồng sản xuất với lại Jenny và Alan cuốn phim cùng với lại Dr. Emily Trần hiện gần đây, và là chúng tôi là sẽ được xem cuốn phim. Và bây giờ thì Thái Hà được lời lại cho Jenny nhé. Jenny rất là cảm động ngày hôm nay, là tuy rằng là mới có trong 2 tiếng đồng hồ thôi mà rất là ấm lòng là các bạn đã đến đây và các cô các chú đến đây. Và bác bảo ơi, sau ngày hôm nay thì Jenny quyết định là nhường cái chức đạo diễn phim lại cho bác. Tại vì ham quá đi cho nên là Jenny mới là làm cái phim về xưa nay Jenny produce khoảng 100 phim về điện ảnh rồi mà chưa có release nhiều, chỉ là một vài phim cho YouTube cho coi cho vui thôi. Nhưng mà sau khi mà Jenny làm cho Hollywood tức là làm cho đài NBC và cũng là làm cho đài HBO cái phim Sympathizer mới ra, thì lúc đó Jenny được báo Ellen Time phỏng vấn cùng với Alan. Đây là Alan, đây là một người rất là quan trọng đối với Jenny, đây là tổng sản xuất phim của Jenny, tức là tổng sản xuất phim của Jenny á, phải có Alan không có là có tiền. Nên là Alan là người rất quan trọng đối với cái đoàn làm phim. Và đây là Dr. Emily cũng là producer, rồi chị Thái Hà cũng là producer, và có rất nhiều producer nữa là bạn của Jenny đã góp tiền cho Jenny làm nên lịch sử. Và cô này cũng là phóng viên của LA Tribune, cho nên là báo miệng rất là nổi tiếng. Cho nên quý vị có muốn quảng cáo gì xin thưa hãy liên hệ với cô này nhé. Phim của Jenny cũng đã lên cái mà tạp chí này và lên tạp chí của Khan toàn thế giới thưa quý vị. Và hiện tại thì quý vị sẽ được coi cái phim không nói là như vậy. Jenny làm cái phim này đó là chưa có xong, mới có làm phim này có 3 tập. Thì cái tập đầu tiên đó để đi Khan là tại vì Khan đi Khan đó để dự thi cho vui, để được quốc lên trên cái thảm đỏ mà cả 100,000 tài tử nổi tiếng trên thế giới được quốc, ham có một nhiêu thôi. Thế là trong vòng 2 tuần đã sản xuất ra một cái phim nó gọi là sổ sinh tử. Cái lý do là cái niềm đồ như vậy đó là bởi vì trên niềm xưa nay là làm về tị nạn, chuyên về tị nạn, thì phải nói là rất cảm ơn anh Vũ Công Hiển ở San Jose này là cái người đã cho cái mời của quý vị. Dạ, hình như là người này có liên can tới bác Lộc, con rể của bác Lộc thưa quý vị. Những người tài hoa thường thường gặp nhau thì nhờ bác Lộc và anh Vũ Công Hiển, Jenny đã lên San Jose lần đầu tiên để dự một cái buổi chiếu phim về tị nạn. Lúc đó anh Phan Phú Nam, Phan Phú Nam anh chị ha, trời ơi rất là cảm động. Chút y như hồi nãy là cái câu mà Jenny cảm động nhất là anh Phan Phú Nam kêu "Are you refugee?" Nên tất cả mọi người trong khán phòng rất đông lắm, tại vì có sự chuẩn bị đầy đủ cho nên là đâu dễ sợ. Thì Jenny rất là tự hào đứng lên tôi là refugee. Thì kể từ đó Jenny đã mở mắt ra và đã thấy rằng tại sao ta không làm phim về refugee. Alan là người đã sản xuất ra một cái phim Refugee hình như là duy nhất. Phim Vượt Sống. Vượt Sống thì quý vị có Jenny là có coi có phim đó thôi đó. Ngoài ra thì chúng ta, trời ơi, cái tị nạn của Việt Nam là không có giống bất cứ một cái tị nạn nào trên thế giới bạn quý vị. Nó kinh khủng, không thể tưởng tượng được luôn. Thế nhưng cái tiếng nói về tị nạn chúng ta nó là không được nói ra. Chỉ có một cái budget nhỏ của Alan thôi, một cái phim rất nhỏ được sản xuất ra, Touch Bay, một điểm rất nhỏ của thuyền nhân Việt Nam. Trong khi đó quý vị thấy cái chuyện mà diệt chủng của Do Thái không? Họ có hàng ngàn cái phim, chúng ta có một cái phim mà thôi. Thì cho nên tức quá nói là tôi sẽ bỏ tâm, bỏ sức, bỏ tiền và các bạn của tôi sẽ xin ủng hộ để làm phim về thuyền nhân. Và cuối cùng các bạn đã trả lời cho Jenny, được rồi, tiền đây, giờ bạn làm được cái gì? Thì lúc đó Jenny mới tìm xung quanh đạo diễn Hollywood, thì người nào người nấy hét lên tới cả trời cũng còn là triệu không. Jenny gặp đạo diễn Oliver Stone 3 lần ở nhà riêng luôn, ở nhà phòng riêng luôn. Và ông nói, Jenny, tiền nhiều lắm, mình có bao nhiêu tiền, cái tiền khách sạn của tao không là đã mười mấy triệu rồi. Jenny nhìn ông, trời có mười mấy triệu thôi, còn cái định không có tiền mướn đâu. Thì Jenny mới đi về, thì mới nghĩ cho một ràng thôi,
mình tự đạo diễn luôn. Rồi nếu kịch bản mắc quá, mình tự viết kịch bản luôn. Thì cùng nhau bạn bè mới ngồi xuống, chị Thái Hà nè, cung cấp thông tin nè, Dr. Emily và các bạn rồi ai lên nữa kinh nghiệm đâu, cùng nhau ngồi xe xuống, tự viết kịch bản, tự đạo diễn luôn, là tại vì không có tiền mướn cho nên làm luôn. Thì không ngờ nha, tập đầu tiên đó là tập phim về truyền nhân là trên này đặt tên là Sổ Sinh Tử. Tại sao là Sổ Sinh Tử? Tập đầu tiên của Sổ Sinh Tử là gì? Là lễ cầu siêu những linh hồn bạn. Là bởi vì Jenny đã tập trung nguyên một cuốn sổ khoảng chừng cả ngàn trang, trong đó có tất cả tên của người chết, mộ phần, hình ảnh, thông tin, những câu chuyện kinh khủng nhất của thầy nàng đã được Jenny tập trung vào hình ảnh trong cái cuốn đó. Jenny đặt là Sổ Sinh Tử. Và cái Sổ Sinh Tử đó đã được phái đoàn GTV là Alan, Jenny và phái đoàn GTV đi qua gặp giáo hoàng. Thưa quý vị, gặp giáo hoàng. Giáo hoàng đã bless lên cái cuốn sổ đó. Tại vì Jenny muốn là giáo hoàng phải mang tất cả những người đó đi về thiên đàng, là bởi vì họ chết rất quan ức ở ngoài biển, rồi họ chết trong trại cải tạo, rồi họ chết trong chiến tranh. Quý vị, triệu triệu người chết, Jenny collect hết luôn, tên tuổi có bao nhiêu, từ cánh đồng chết ở bên Campuchia cũng cho vô luôn, tức là tất cả những người chết ở Đông Nam Á liên quan đến chiến tranh Việt Nam, Jenny collect vô hết cái quyển sổ sinh tử. Và Đức Giáo Hoàng đã tích hơn bless quyển sách đó. Và trên đây thấy là rồi, tạo Chúa xong rồi, thì bây giờ người Việt Nam mình rất nhiều người đạo Phật đem qua Đại La Lạt Ma là đại diện cho bọn Phật sống để bless cuốn sách đó. Và đích thân ngài Đại La Lạt Ma đã ký tên lên quyển sách đó hai lần. Và ngài nói với Jenny rằng ngài sẵn lòng ký mỗi trang đó, thì nói giả tới 1.000 trang lần, thưa ngài, ngài không thể nào ký tới 1.000 lần rồi. Rồi ngài có vấn đề sức khỏe là con phiền lắm, thì đại khái như vậy. Thì Jenny đã gặp ngài lần thứ hai, lúc đó có chị Thái Hà dẫn Dr. Emily và 20 người bạn có Alan nữa đi qua lần thứ hai. Thì ngài đã bless cuốn phim của Jenny và Alan và các bạn ở đây là Sổ Sinh Tử. Ngài bless lúc đó Jenny chưa có tiền làm phim, và lúc đó chưa có đồng xu nào hết trơn, nó mới có cuốn sách à. Mà Jenny ngài bless chỗ đó, ngài ký tên lên. Cái xong Jenny nói là tôi hy vọng rằng ngài cho phép tôi quay phim luôn đi nha. Thì không có ai cho phép cái đoàn Jenny quay phim ngài đâu, tại vì khó lắm. Nhưng mà Jenny nói làm ơn, tại vì đó, tôi quay phim ngài thì tôi mới có tiền để tôi quay cho tôi làm phim. Thì ngài thì dễ lắm, làm xong được, nhưng cái bộ sở của ngài, cái bộ trưởng của ngài nó khó lắm. Trộn lôi Jenny lên phỏng vấn rồi cũng la Jenny nhiều lắm. May phim quá, năm ngoái đã bắt ngài ký tên rồi, năm nay lại ký tên tiếp nữa, cũng cái đầu xem quyển sổ có gì mới đâu. Mày biết ngài, ngài không có được khỏe lắm mà mày đại ngài như vậy, mày nô cứt. Thì trên này cứ họ đó, làm cứ quay phim mấy phút thôi. Thì cuối cùng không ngờ rằng với sự can thiệp của tỷ phú Chỉnh Chu, tại vì tỷ phú Chỉnh Chu là bạn rất thân của Alan và cùng đồng thời cũng là thầy dạy thiền cho Jenny về đạo Phật, và cho nên là đứng ra đã can thiệp, thì Jenny được quay phim ngày Đại La Lạt Ma được mấy phút. Ôi trời đất ơi, không có tin gì đâu nha quý vị, không có tin gì đâu. Nhưng mà vừa mới về lại Mỹ, cái project đó thì viết tay là ơn tôi có tiền làm cái phim này nè, viết tay ngài ký vô đó, rồi Jenny có quay phim xuất rồi. Rồi nhưng mà đi về lập tức một tuần sau, các bạn rất vui lòng cho tiền làm phim. Và Sổ Sinh Tử, tập phim đầu tiên, lễ cầu siêu những linh hồn bạc đã ra đời như thế đó trong vòng 2 tuần. Và Jenny đang qua Khan, mục đích cũng là xí xọn, thích đi lên cái thảm đỏ. Nhưng mà không ngờ qua đó thì lại thắng giải, các chị thấy là vui quá. Mấy chị em được thắng giải một cách rất là hồ hởi phấn khởi, là thắng được cái giải phim về nhân đạo. Tại vì mình làm cho họ khóc khi họ coi phim mình, đó là quan trọng nhất. Jenny làm cho họ khóc và họ rất cảm động, họ không có biết gì về thuyền nhân chúng ta cả. Mà Jenny mới thách bay chút xíu thôi đó, trong đó thì họ cho có 40 phút thôi. Cho nên Jenny chỉ lấy những cái ý cho cái đó, chưa có feature gì đâu, chỉ có dài cảnh thôi. Thế mà mình đã được giải thưởng thì mừng quá. Cho nên bây giờ mới vừa quay tập 2 xong. Thì tại sao quay tập 2? Tại vì Jenny được báo Anytime phỏng vấn về cái phim Sympathizer. Thì họ hỏi là Jenny mình nghĩ gì về phim Sympathizer. Jenny với Alan đi coi cho Paramount về, tức tối vô cùng, nó dở chưa từng có. Mặc dù Jenny làm việc, mà Jenny làm việc hai đợt xin thôi. Mà không ngờ, xin lỗi quý vị, có ai trong đây đừng nói lại cái SEO, Jenny sẽ bị đuổi nha. Nó dở dễ sợ luôn. Jenny ngủ một hồi luôn vậy đó. Ngủ một hồi xong, khi mình thức dậy là nghe nó bắn tâm sinh, nó đùng đùng đùng, thì thức dậy. Trời ơi, phim dở
Fischer, lính của Việt Nam Cộng Hòa, tướng Việt Nam Cộng Hòa là những người thật sự mèn nhé. Toàn là đi trốn đi, toàn là ăn cắp kẹo. Cắp kẹo. Ăn cắp kẹo. Một đại má, một đại quý, việc gì phải đi ăn cắp kẹo. It's so pathetic. Cho nên, coi cái tôi tập bộ, cho nên tức tối vô cùng, tôi nghĩ là không fair. Tại gia đình tôi có những người, gia đình chồng tôi đi học tập cải tạo khổ như cái gì. Rồi họ cũng chiến đấu anh dũng trên chiến trường, họ hy sinh trên chiến trường. Rồi họ đi Điện Biên, họ mất mạng rồi đó. Đâu phải là những người đi ăn cắp kẹo, đâu phải là những cái người mà hèn nhát cái trong cái đó. Tại vì đợi quá, cho nên nói với Elie Thay như là tuy là tao làm cho SBO nhưng mà mày chống mất ra xem nha. Tao sẽ cố gắng tao làm phim về anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa cho mày thấy. Tại vì tao là cháu nuôi của tướng Nguyễn Khoa Nam. Anh của Nguyễn Khoa Hưng đã nuôi tao 4 năm đại học. Cho nên tao biết rất nhiều về Nguyễn Khoa Hưng. Tao tốt Nguyễn Khoa Nam, tao sẽ làm phim về Nguyễn Khoa Nam cho mày coi. I will do it. And then họ không có tin á. Họ nói, are you sure? Nói, yes. Nói trong cái tuần đó thì tuần sau có bạn cho tiền làm thiệt quý vị. Thì Jenny đã dựng được một đoạn phim khoảng 30 phút thôi quý vị, nói về cái giây phút cuối cùng của ngày 30 tháng 4. Jenny đặt là tại Jenny nghe cái câu chuyện của vợ tướng Lê Văn Hưng, là cái cô Hoàng nói về cái ngày cuối cùng, cái giây phút cuối cùng mà ông sẽ tự tử trước mặt vợ con đấy. Jenny khóc quá trời luôn, là Jenny muốn rằng con của mình, cháu của mình sau này sẽ phải nhớ cái cảnh đó, lấy đó làm bài học lịch sử của 30 tháng 4 quý vị. Và Jenny feature toàn bộ trong đó là những lời thoại thật sự của tướng Hưng, tướng Nam nói như thế nào, giữ ghi như thế đó. Jenny năng lý bạn của Jenny là những người hoàn toàn chưa bao giờ là diễn viên, hãy đóng được tôi cho ra cái đoạn này. Bởi vì quý vị lấy cái tâm mà đóng, đừng có nghĩ tới chuyện tiền bạc, hãy cố gắng làm cho tôi. Và cuối cùng các bạn Jenny đã đóng rất thành công trong cái vở mà Luận Anh Hùng. Thì Jenny muốn nói lên điều gì là chớ thấy thắng bại mà luận anh hùng. Tức là đừng có nghĩ bạn thắng chiến tranh bạn là anh hùng, nó không? Người hèn nhát thì nó là hèn nhát, người anh hùng dù thua nó vẫn là anh hùng. Nhớ không, Kinh Kha đi giết Tần Thủy Hoàng có được không? Nhưng mà có ai dám nói Kinh Kha không phải là người anh hùng không? Kinh Kha tuy rằng thất bại vẫn là người anh hùng. Jenny muốn cho mọi người thấy rõ, tuy chúng ta thất bại nhưng chúng ta vẫn có những người anh hùng. Và đây tôi xin giới thiệu quý vị, những người anh hùng không đơn giản chỉ là tướng tá mà còn là những người lính chết oan, thưa quý vị. Thì trong Jenny đã làm nên tập Luận Anh Hùng, đó là về những giây phút cuối cùng của 30 tháng 4 nó thảm như thế nào. Và sau đó Jenny đang quay, mới quay tuần rồi thưa quý vị, bạn có bị tuyết nữa, quay về cảnh tù cải tạo chết oan như thế nào, thảm nặng như thế nào. Dựa theo câu chuyện của Phạm Gia Đại, 17 năm, những người tù cuối cùng. Thì Jenny thì rồi là quay được 20 cảnh rồi, thì còn 10 cảnh nữa. Thì Jenny sẽ tiếp tục quay, không phải cái người tù mới khổ đâu, mà cái người vợ, người con nó khổ kinh khủng luôn. Tại lúc đi Dược Biên nó bị hãm hiếp, nó bị giết chết. Jenny đã phỏng vấn trên 200 người, những câu chuyện khủng khiếp nhất trong lịch sử vượt biên, bao gồm Jenny phỏng vấn các hồn ma đó quý vị. Jenny đã gặp một người medium và họ đã triệu hồn những cái người con ma mà theo Jenny đó, để Jenny biết được câu chuyện thật sự những con ma như thế nào. Và Jenny đã kiểm chứng toàn bộ những cái thông tin đều có thật. Và Jenny mang vô cái phim của mình về tị nạn. Và cuối cùng là gì? Là chúng ta được qua Mỹ. Mà qua Mỹ không phải ai cũng sướng đâu, cũng có người rất khổ cực, rồi có những người thành công vang dội. Thì Jenny sẽ tiếp tục tới cái đoạn đó thưa quý vị. Thì hiện giờ Jenny đang ngừng chỗ tị nạn. Thì xin mời chị Khánh Hà với lại anh. Thì xin cảm ơn các anh, các chị, các cô, các bác hôm nay đến để tôi thi công cuộc này. Và cảm ơn luôn đó là Phi, là Phi của Viện Văn Phim thế hệ sau. Và cảm ơn anh Quỳnh Thiện, phải không? Anh Thiện cũng là làm chung với về cái bộ thành quản trị đó. Thì lại có xây lên bộ thành quản trị của Tư Dân. Cảm ơn mọi người. Cho dạ, tôi là Dr. Emily Linger. Làm việc chung với báo Los Angeles Tribune of Vietnam Journal. Đây là một cái tờ báo mới mà cộng tác chung với Los Angeles Tribune, tức là Los Angeles Tribune có từ năm 1886. 138 năm.
và 1886. Thì cái tờ báo này là chúng tôi muốn giới thiệu với cả thế giới biết về Việt Nam của mình và kết nối những người Việt Nam trên toàn thế giới, thì như mà nói Mỹ hay là Úc hay là Canada hay là đối với những người Việt Nam bên kia luôn. Thì hồi sáng này tụi này đi có dịp đi ăn sáng với chú Cao Hồng và Emily Nubes. Là nếu mà quý vị ở đây có bạn bè thân hữu mà có business, thì nếu mà muốn quà cáp cho tờ báo thì tờ báo sẽ sẵn sàng trích một phần đó để mà bỏ vô trong việc museum để mà support the museum. Vâng, dạ, và bây giờ thì Thanh Hà xin mời quý vị sẽ xem một trích đoạn của cái phim Sổ sinh tử mà chúng tôi phải nói là thực hiện kiểu vì an điền. Và trích đoạn này đã được giải thưởng về nhân đạo tại Liên hoan phim French Riviera tại Cannes vào 18 tháng 5 2024 năm nay. Và trước khi bước qua phần phim thứ hai thì Thanh Hà xin cảm ơn sự ủng hộ của một số quý vị. Emily đã ủng hộ lên cho chúng tôi mà trị giá là 600 đồng. Jenny và Alan thì đã ủng hộ một số lên và cả hơn là quyên được 1.400 đồng. Vâng, và không biết là cô Lệ Hà còn có ở đây không? Vâng, cảm ơn Lệ Hà rất nhiều và đã sponsor, đã luôn luôn ủng hộ cho những công việc ý nghĩa như thế này, và hôm nay đến ủng hộ 500 đồng. Và cô Michelle cũng ủng hộ 500 đồng. Và xin phần khách hàng công tác thân hữu của ngày hôm nay, gọi là cô Quỳnh Như, có chị Thủy, có Nga, có Thu Sương, có Hoa Hậu Mỹ Dung, thì mọi người đã đến đây giúp để mà đã tiếp khách và đồng thời bán du lịch, thì tổng cộng và thì khách hàng nghĩ là cũng được khoảng thêm 4-500. Thành ra coi như đầu đuôi chúng ta có khoảng 3.000 đồng, và số tiền này là sẽ để vào trong cái quỹ họp bổng để mà ngày 1 tháng 10 này phái đoàn chúng tôi đại diện đi sang bên Atlanta đến để mà gặp đại diện của Tổng thống Jimmy Carter và góp vào cái scholarship, cái tiền học bổng cho Carter Center ở bên Atlanta, coi như là một cái món quà mà chúng ta tri ân đến cho vị tổng thống và nhân dịp ông được 100 tuổi, dạ, có nghĩa là thượng phẩm 100 tuổi đó vào ngày 1 tháng 10 sắp tới. Và ở trước thì anh Jenny và chị Thái Hà chỉ là cái đầu đại hội tháng 2 2024 đó, có qua bên Ấn Độ và gặp được ngài Dalai Lama, và từ đây có hai những cái việc lưu niệm mà được ngài làm phép rồi, thì nó chỉ hai tuần thôi, rồi những di chuyển thì có một chút thôi, còn lại mấy cái là bên đó rồi. Thì các anh chị em nào sau khi coi phim rồi đó thì mình ra mình thỉnh về để mình có một cái việc của ngài. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị, và bây giờ xin xem phần cuối cùng của chương trình, tức là cái đoạn trích đoạn phim của phim tài liệu Sổ sinh tử của Vua Cộng Trào. Xin cảm ơn anh Vũ Công Hiển đã tặng cho em những tấm hình rất là tuyệt vời để bỏ vào phim, và sắp tới thì hình của anh sẽ lên cái tập phim cho bữa nay chúng ta coi chút xíu phim thôi quý vị, tại vì phim chưa có làm xong 3 tập được nha. Tôi bước đi tận sân nhẫn lửa khói ngờ.
đất trời, khu thương xa cưa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác xa khơi. Tôi bước đi qua rừng rừng trong gai tắc tôi, như cuộc đời bỏ lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh dạ rời, lấy u sầu che giấu cả đời. Từ xa ơi từ xa, tôi trà bồng nước mắt. Từ xa ơi từ xa, anh trao bằng máu xương. Từ xa ơi từ xa, em đổi bằng thân xác. Từ xa ơi từ xa, tôi ném thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đây buồn. Tôi bước đi vì không muốn làm kiếp tội đồ, vì tôi muốn làm kiếp con người. Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tắc tôi, như cuộc đời bỏ lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh dạ rời, lấy u sầu che giấu. Trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đây buồn. Tôi bước đi vì không muốn làm kiếp tội đồ, vì tôi muốn làm kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Xin cảm ơn.
cho âm thanh lên. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. In 2020, the world was hit hard by COVID pandemic. My heart ached to see people die every day. All around me were people wearing masks. Crowded city became empty. Many people could not give their loved ones proper burial. Billions of people prayed and prayed because they knew they were at the mercy of God. During this time, I started to produce a refugee program. I listened to refugee stories from all over the world through social media. Many refugee stories broke my heart. I had nightmares after nightmares. Và họ trói lại thành cái sâu là không có thể di chuyển được. Để lúc đó là họ mới qua, họ đi lục tiền bạc vào phòng. Lúc mà họ lục hết xong xuôi rồi thì họ mới bắt đầu đem phụ nữ ra và giết. Thì quý vị biết rằng những người phụ nữ mà đi hơn một ngày trời họ say sóng là một quá nhiều là tôi muốn luôn á, thì nó lâu lên là thưa quý vị cũng thấy là cái gì mà nuôi heo mà xịt nước như thế này thì nó lột cái người phụ nữ ra trần truồng hết rồi, xong lấy nước nó xịt, sau rồi cái hai đứa nó riêng cho một người đấy. Thì trong khi đó thì bà xã tôi cũng là một trong những người bị đưa ra để hãm hiếp. Thì lúc bảo là đi như vậy thì phải kêu lên Chúa ơi, Phật ơi, anh ơi, cứu em ấy. Thì tôi bị trói không làm gì cả, tôi muốn cắn người này tôi chết, nhưng mà đừng lúc đó tôi bừng tỉnh là bởi cái con gà của tôi nó phóng ra nó ôm nó mẹ. Thì tôi hài tập kéo con tôi dùng xuống cái biển luôn. I invited my friend Alan Vorfor to open Love Life Learning Foundation and 3LTV on summer of 2020 to help the dead and the living, the world refugees and the needy. One day, we visited the Vietnamese Heritage Museum where a real refugee boat was in display. Wow! How did you get it here? We received this boat from French Museum. A father never stopped searching for his daughter in 40 years after she had been kidnapped by pirates at sea. I found myself lost and her at sea, just like many missing children. You saw their spirits in your dream, right? I saw them too. That's why I'm here almost every day, trying to talk to them, trying to figure out what happened to them. But they did not want to tell me. By the way, my name is Lan. I was a sole survivor in a boat with 300 people. The pirates killed all men. They killed all women, even little girls. It sank our boat. It left us at the mercy of God. A fishing boat saved me. Since that time, I became a psychic. Somehow, I can conjure up
spirits and talk to them. Please give me a sign, God. The sign. Who are you? What do you mean?
The Savior, Jesus Christ. Suddenly, I heard an angel singing the song, Kyrie Eleison, that means, Lord, have mercy. I burst into a cry, because I knew God was giving me a sign. Also in 2020, I saw another miracle while I was meditating in a temple. I envisioned Buddha, Kuan Yin, and a goddess talking to me. Are you sure, Jenny? Spirit normally don't enter temple. In 2021, God gave me a sign again. My friends Nick Wood from AP and Raoul from LA Time took me to Yosemite, California to view the firefall that only shows once a year in mid-February. After 2 days waiting hopelessly for the firefall to show, I saw God in mission stand. I pray, give me your sight, God, as a miracle. The firefall shot up for a long moment. Thousand people were shouting out of joy when the firefall appeared. Nobody but me noticed God's image in the clip. The firefall looked like an elephant kneeling in front of God. I was in tears because I knew God was giving me a sign again. In May 8, 2022, Lady of Lourdes in France showed me the sign of a floating boat where Virgin Mary
appeared 18 times. The song Kyrie Eleison lured echo all over the place. Particularly when it comes to charitable work. I mean, what you do is so beneficial to alleviating poverty, helping disadvantaged people, and I really appreciate all the work that you and your colleagues do. Right after COVID, we visited Vietnam, first to give rice, money, and food to the needy people. It broke my heart to see many patients with leprosy suffering. Poor children in remote regions never have enough to eat, while children in rich countries have more than enough to eat every minute. We then visited Thailand. The first place we visited was the Devil Island, Koh Krab, in southern Thailand. We heard that pirates captured many Vietnamese boat people here. They rob refugees, gang rape girls, kill them brutally from 1977 to 1982. Mr. Tess Weiser is our hero. He saved 1,000 Vietnamese refugees out of Pirates Island and 100 Vietnamese refugee girls from brothels in Bangkok. The story of the girl in Bangkok broke my heart. She was a poor Vietnamese refugee who had been sold to a brothel, and her husband saved her. Her little child died of sickness because they did not have money for the child's treatment. Trong khoảng thời gian 2 năm mà em bị bán vào động ở Thái Lan, thì lúc đó là nó bắt em tiếp khách nhiều không anh? Dạ, rất là nhiều. Một ngày bao nhiêu người ạ? Một ngày cũng không biết bao nhiêu người đã nói. We also visited Ta Sala in southern Thailand, where a boat had been worshipped by a Thai woman. She believed spirit of Vietnamese refugee girls still linger in the boat because of their brutal deaths caused by pirates. We took home 3 pieces of wood from the boat remain to help them cross over. We also visit stateless Vietnamese refugees in Bangkok to give them money. In Bangkok, we met a Thai couple, the super Vietnamese woman that I always admire, Duong Thu Hung, and her humble husband, billionaire Kok Kit. After hearing our heartbreaking refugee story from Thailand, they quietly held vigils and rituals to help angry spirit cross over. In Bangkok, we also met another super kind billionaire, Mr. Song Chanuk Entrakul,
in his simple house and at his modern office. After hearing the story of stateless Vietnamese refugees in Bangkok, he offered help by giving them jobs and shelter. He looks like the Buddha with long ears. He showed us a collection of Buddha statues in his office. We then visit Indonesia, where there was Ghana refugee camp in 2022. Alan and I used to stay in this refugee camp. We visit the cemetery that buried more than 500 Vietnamese people, refugees here. I feel so emotional when I stand next to Trinh Anh's grave, because I saw him burning himself to death in the camp where he was denied refugee status. I stand in front of three shrines where three girls hung themselves dead because the pirate raped them, and one of them is the pregnant spirit that haunted me for years. I can feel and hear the voice of angry spirit who committed suicide by burning, hanging, and stabbing themselves to death in the protest against forced repatriation. We then visit Malaysia. We visited Bidong refugee camp in Malaysia. Millions of small fish that we believe carry the spirits of dead refugees were welcoming us at the jetty. We saw a ghost ship framed by the jetty too, and many refugees' grave sites in the jungle covered with high grass. We also visited Mr. Wong's grave because we were grateful that he helped bury 1,000 Viet refugees in mass graves along Malaysian shores. Photos of Bidong refugees' camp burned down for a permanent closure make us feel so sad. We then visit the killing fields in Cambodia. Phong Yung Mai Trai, the place to buy your own. Long ago, what wrong is God, they saw. I cry my heart out when I see millions of skulls and bones displayed in the Killing Fields Museum. I see the trees where children were crushed to death, where their moms were raped and killed. I'm walking on bones, teeth, rags that they remain. No word can describe enough this horrible crime against humanity. Her Royal Highness, Norodom Arunrasmi of Cambodia, invited us to the 100-year birthday of the late King Father Norodom Sihanouk. I visit the floating village of Vietnamese refugees on Tonle Sap River in Cambodia. I saw a lonely coffin of the 14-year-old girl named Le Yu Tam An. She died of lung cancer in her little old house. Her father died, and her poor mother did not have money to give her treatment. She just died like that. And now the mother could not find a place to bury her. It broke my heart to hear. I gave her mother and other children some money and gifts. Nhỏ quá không biết sao tại lần của em là được 16 tuổi. Thì cái do là em đi học trễ nên là mới 16 tuổi thì em học lớp 3 thôi. Lớp 3 tại trường này. I cried nonstop when I came back to my hotel that day because I envisioned her suffering badly from her little boat house. Every night for me and I can't visit yet, but I'm deeply touched when I watched the film Zuma, directed by Dylan Chow, my friend. I wanted to go with him to Myanmar border
to see teenagers fighting for freedom. Courage is all I need for this rescue. We send money to help Ukrainian refugees. When we heard the billionaire Enrique Piñero flew his own jet and drove his own ship to help refugees, our friends Nick Oop and the non-punk girl Kim Fook were with him to help Ukrainian refugees seek asylum in Canada. On January 13, 2021, Nick Oop took me to the White House for his award ceremony. Good afternoon, I'm honored to welcome everyone to the White House as we present 8 distinguished recipients for the National Medal of the Arts. I felt strange to be in a place where people used to manipulate the destiny of my country, Vietnam. Rồi rơi xuống, rồi nghe cái tiếng mạnh, tiếng cái bom nổ, nó là bụt, 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 như vậy đó. Ngay lúc đó luôn, người ta trong cửa nó bao trùm cái khu ở đây, mọi người nhìn thấy là quần áo của tôi cháy hết rồi. Rồi cái lửa nó cháy trên cái cánh tay, tay trái của tôi phải là cháy hết, cái tôi lấy cái cánh tay. After traveling to many poor countries and visiting many historical sites, I prepared the Book of Dead, Requiem for Lost Souls. I collected 100,000 names, photo, story of dead refugees, regardless dead or alive, to seek blessing for them from world religious leader. We went to Vatican to see Pope Francis. This book and film projects were blessed by Pope Francis in Vatican on May 11 of 2022. His Holiness Dalai Lama blessed and autographed the Book of Dead twice on February 27, 2023 and February 28 of 2024. You know, on behalf of 3LTV, yeah. And you know, like I am the author and also the scriptwriter with then Alan Ford. Alan Ford is a film producer and Hi Hat is a sponsor and the artist Lynn. Yeah. We would like to ask for your blessing. Long yet the quantity, swing the quantity, turn the quantity is good. And they tell them to turn around and show to the France long yet. Vietnam and France capture one which was tied there, but Anila, the poor France will do the chicks, which you will have to. We would like to ask for your autograph and also your prayer and your blessing for our field project. We take a group photo after this. Okay, just come one by one. Get and your blessing, you have blessed millions of refugees to heaven. Thank you so much. We brought you a big heart. We deeply thank Dr. Dennis and Mr. Lovesang Nyendak for taking us to see His Holiness Dalai Lama and visiting all the Buddha sites in India. So we wanted to thank you and we wanted to have your presence in the movie, perhaps as an advisory role or our associate producer role for the movie Refugees of Infant Death. I'm very happy to approve what Jenny requested, and we're blessed to be with her. We then visit Lumbini in Nepal, where Queen Maya gave birth to our baby Buddha. Then I went to India to visit Buddha's eyes.
This is the Great Buddha Statue at the Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar, India. The Bodhi tree and the diamond throne where Buddha attained enlightenment. In Kushinagar, Uttar Pradesh, India, there are the Parinirvana Stupa and Mahaparinirvana Temple. Inside temple is the reclining Buddha image lying on its right side with the head to the north. Buddha cremation stupa is found here also. Another place is Vulture's Peak in Rajiv. It is an important Buddhist relic to visit. It has the meditation caves and where the first Buddha council was held. Buddha meditated and preached the Dharma here. This is the Bodhi tree Ananda planted for Buddha. Indian teenagers like to take photos with tourists. I realize all Buddha sites in India are so cool. People ask Alan and me, how could we have enough money and resources to give to the world charity with our humble incomes? The answer is with our god brother Mo Tung Ki in Thiên Long Sơn. He always supports us for our good cause. Mọi cái structure ở đây nè, những cái hướng nữa đó là ở trên mấy vị chỉ. Giống như xây cầu thang là mấy vị kêu xây. À, nhân loại mà ai đi lên cầu thang nó sẽ được về trời.
quý vị thấy trích đoạn phim vừa rồi thấy có ý nghĩa không ạ? Dạ vâng. Vậy thì xin hẹn tất cả quý vị sang năm sẽ tổ chức công chiếu toàn bộ phi quân phim Sổ sinh tử và Luận anh hùng quý vị, và các phần sau mà có những người rất là tài tử, ví dụ như Sean Lê đóng những vai tướng tuần tiết, thấy Hà tin rằng sẽ chắc chắn lấy được nước mắt của rất là nhiều người. Vâng, thành ra đây chỉ là một phần trích đoạn thôi. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã ở đến giờ phút cuối. Khách Hà vô cùng trân trọng, và ngày hôm nay thì với sự hiện diện của mọi người ở ngoài kia, chúng tôi còn bánh mì, còn thức uống, cà phê và lịch, thành ra quý vị cứ tự động lấy về và giữ làm kỷ niệm. Riêng phần lịch thì là công của bác Vũ Văn Lộc, design thiết kế và in ấn cũng có tốn kém, thành ra nếu quý vị thư thì xin ủng hộ cho Việt Museum 20 đồng một cuốn. Dạ. Để tôi xem là các bạn thân mến của tôi còn bao nhiêu người. Vâng, dạ vâng. Ở ngoài kia chúng tôi còn lịch tặng không, mà vì nào lỡ trả tiền rồi có khi trả tiền lại đấy. Dạ xong rồi mình đi luôn. Nhưng mà anh lên cấp xeo. Dạ không. Chúc mừng chị cậu. Dạ cảm ơn anh. Không thể nào có được. Bởi vì chúng tôi nghiên cứu 50 năm rồi mới làm ra quyết định này cho tháng 5. Coi cái này càng coi càng thân thiết. Tất cả các vị anh hùng chống Pháp ngày xưa, mà từ ông Phan Thanh Đảm, ông Nguyễn Tri Phương, ông Hoàng Diệu, Tây đánh lấy thành là cao quý tư tưởng. Các lịch sử của cộng sản không thấy có ông tướng nào tư tưởng cả, chỉ có tướng Việt Nam Cộng Hòa và tướng đánh Tây ngày xưa bất thành. Thành ra quý vị coi cái câu chuyện này là cái câu chuyện rất là đặc biệt của năm 2025, và có lẽ những năm sau này tôi sẽ tiếp tục làm lại. Vâng, dạ xin mời quý vị ghé qua còn thức ăn nào, bánh mì rất là ngon và thạch, rồi còn nước và cà phê. Vâng, xin cảm ơn sự hiện diện, sự tham dự của tất cả quý vị. So that concludes our program for today, and I wanted to thank you everyone for watching the program. Thank you. Bye-bye.